đêm hôm qua vào lúc 21 giờ 21 phút, vâng, thì là bắt đầu là mưa to gió lớn, sức gió coi như càng ngày coi như là càng lớn dần, lúc ấy coi như một luồng gió được đấy, một luồng gió lốc to đấy, thì cuốn hai cái bốt này, hai bốt cuốn cả hai cái bốt này sang bên ngân hàng Agribank. Ôi thế cơ, sang tận bên kia đường hả chú? Ồ, kinh khủng thế hả chú? Có ai đang ngồi trong bốt có bị sao không chú? Lúc ấy có một nhân viên bảo vệ coi như đang ở trong bốt, thì khi thấy coi như là bốt có dấu hiệu nghiêng lắc chuyển một cái, thì là bác bảo vệ coi như là vừa mới chạy vù ra ngoài một cái, thì lập tức coi như là quay lại nhìn lại thì thấy hai bốt cuốn đi luôn. À nhưng mà may là lúc ấy không có ai ngồi đây. Lúc không có ai ngồi. À thế có ai bị làm sao không chú? Với con người thì là không có ai sao cả. Cũng may đấy chú nhờ. Đấy. Vâng. Con người không sao cả. Sợ nhờ. Chưa bao giờ có trận lốc nào chưa như bao này. Giờ, lịch sử chưa bao giờ. Mà hai cái bốt này có nặng không chú? Hả? Hai cái bốt này có nặng không mà nó cuốn kinh thế ạ? Hai cái bốt này thì coi như là để mà coi như là 8 con người là không khiêng được. Ui rồi. Đêm qua là phải dùng cẩu. À phải thuê cẩu cẩu lại ấy. Thuê cẩu cẩu. Đây vỡ hết đây hả chú? Nát hết rồi. À, cái này chắc là còn hạ cả xuống kia đúng không? Đấy. Lúc ấy trên đường là không có ai đúng không? Cũng may. Lúc ấy trên đường có những không ai cả các bạn. Vâng. Ừ. Thế là cũng may rồi không chú nhỉ. May. Nát hết. Cái kinh khủng. Đã hết. À. Qua bay hết mái à em? Vâng. Mái nhà em bay luôn á? Bay hết mái ở đằng sau. À thế là nhà hôm qua là phải đi di tản đấy em? Mưa như trong nhà. Mạng con